Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay mình có về hai mặt hàng, gồm có hoa giấy Mỹ nguyên thủy và phôi trang đỏ lá nhỏ ha. Thì hoa giấy Mỹ thì có 3 lô đó. Lô thứ nhất là 3 cây 700 đó. Chỉ có 2 lô thôi. Lô thứ hai thì 2 cây 600 đó. 2 cây 600 đây. Lô thứ ba thì 2 cây 800. Rồi lô thứ tư thì 2 cây 1 triệu. Đây 2 cây 1 triệu đây. Củ đế rất là ok nha. Có 3 cây giá cũng đồng giá là 800. 3 cây này 3 cây lớn. Rồi con trăng đỏ đây. Em cũng rất mong bà con gần xa ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Số máy em là 079 809 6577. Em tên Thanh, ấp Lương 1, xã Long Hậu, huyện Lê Dương, tỉnh Đồng Tháp. Những cây bông trang này là hoành khủng không nha. Hoành rất là to, hoành từ 2 mấy trở lên thôi. Thì bà con chốt hàng của em thì nhớ ngày, nhớ mã số để tránh sự nhầm lẫn. Bà con có chốt hàng thì lựa kỹ đã chốt nha. Thì có đi công tác hay là có công chuyện gì đó thì nhờ người lấy giùm thì đã chốt hàng của em để chuyển đi chuyển lại thì bên em tốn phí ship tội cho bên em. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Đầu tiên là mã số 1. 3 cây này là mã số 1. Có giá là 700k ha. Đó. Qua giấy Mỹ nguyên thủy. Con đo một cây hạo cho bà con coi nha. Nó nà ná giống nhau thôi. Rồi. Hoành 11. Hoành 12. Rồi. 3 cây này có giá 700 bà con ơi. Rồi lô này chỉ có 2 lô thôi ha. Rồi lô thứ hai. Lô thứ hai 3 cây 700. Đó. Thì hoành cũng giống như hồi nãy vậy đó. Số máy em là 079 809 6577. Em tên Thanh. Rồi tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 thì 2 cây 600. Rồi đo hoành đi con. Đo hạo cái được rồi. 12. Luôn. Rồi 2 cây này 600. Mã số 3. Rồi tiếp tục mã số 4. 2 cây này 600. Mười ba. Mười hai. Số máy em là 0979 809 6577. Em tên Thanh. Rồi tiếp tục là mã số 5. Mã số 5. Rồi cây đá 13 hoành. 10, 11. 11 rưỡi. Rồi 600 luôn nha. 1 rưỡi tính 11 thôi. Rồi tiếp tục là mã số 6. 600 luôn. Con đo hạo cây con. 11. Cây anh đây. 12. Rồi. Có giá 600k 2 cây. Rồi tiếp tục mã số 7. Đổi đo. Thì hoành 12 trở lên, 12, 11, 13, 11, 12, 13. Cái hoành cũ thì bự. Em để cái chai cho bà con so sánh nha. Tiếp tục mã số 8. 600 luôn. Em bao sóng bao ship cho bà con nha. Tiếp tục là mã số 9. 600k luôn bà con ơi. Lô này lô 600 nha bà con. Tiếp tục là mã số 14. Số mấy? Số 10 ha. Số 10, xin lỗi, mã số 10. 600k luôn nha bà con. Hoành từ 11 tới 13 nha.
chiều cao thì nó khoảng 20 tới 25. Em để cái chai vào con hình dung đó. Tiếp tục mã số 11, chiều cao từ 35 tới 37 nha. Hoành từ hai cây này hoành 12 tới 13. Mã số 11 em bao ship và bao sống vào con luôn nha. Tiếp tục mã số 12, 600k, hoành từ 12 tới 13, chiều cao từ 25 tới 27. Rồi mã số 12 vừa qua cũng đã kết thúc cái lô 600. Rồi tiếp tục là này là hai cây 800 nha con. Đó. Cái cây này hoành 13 trở lên nha. Hoành 13 tới 14. Đó. Chiều cao thì nó khoảng 25 tới 27. Rồi cặp này 800k nha con. Cặp này bự hơn mà cặp vừa qua nha. Rồi cặp này có giá 800. Rồi cặp này mã số 16. Cái cây đang vịn á là hoành 15, cái cây không vịn là hoành 14. Đó. Chiều cao là 30 tới 37. Chiều cao 30 tới 37 nha con. 14, mã số 14. Xin lỗi, cặp này mã số 14. Mã số 14 nha con, không phải 16 nha, nãy em nói lộn. Cặp này 800k. Hoành đế con chụp vô cho con coi. Hai tay. Đó. Rồi. Rồi cặp mã số 15. Cái cây vịn thì hoành 16, cây không vịn là hoành 14. Cặp này 800k. Chiều cao thì 32 tới 37. Hoành đế thì rất là to, chụp vô cái con. Em để chai nước ngọt cho con hình dung nha. Hoành đế không có cây nào dưới 40 hết. Rồi, cặp này em xin nhắc lại. Mã số 15, cái giá là 800k. Số máy em là 0798096577, bà con chốt hàng em nhớ ngày nhớ mã số dùm nha. Rồi tiếp tục mã số 16. Cặp này 800, cái cây vịn thì hoành 15, cao 28. Còn cái cây hổng vịn thì hoành 16, cao thì cũng 27 luôn. Đó. Cặp này lớn hơn cặp hồi nãy. Tiền nào của nấy nha con. Củ đế thì cỡ 40 trở lên. Đó, củ đế rất là to nha. Rồi tiếp tục mã số 17. Cây vịn thì hoành 13, cây bên đây cũng hoành 10. Không, đo lại con. Rồi 13. Cái bên kia 13 luôn. Rồi, cặp này có giá 800 luôn nha bà con. Rồi bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cái củ đế đỏ, củ đế kìa. Tổng hoành đế. Tổng hoành đế 49. Cái này đo tổng hoành đế kìa nè. Hoành đế rất là to. Tổng hoành đế 47. Rồi em bao ship toàn quốc cho con nha. Tiếp tục là mã số 18. Cây vịn là hoành 14, cây hổng vịn đó là hoành 15. Đó, chiều cao 33. Chiều cao 33 tới 35. Rồi cặp này 800k. Tiếp tục là mã số 19. Cái cây vịn đó là hoành của nó là 13, cái cây hổng vịn đó là hoành 16. Đó. Chiều cao thì nó 35 tới 40. Chiều cao 35 tới 37. Xin lỗi. Rồi cặp này có giá 800. Rồi cặp này cũng là cái cặp cuối cùng của cái lô 800k nha bà con. Rồi tiếp tục là cái lô là 1 triệu. Đó, mã số 20, cái cây vịn là hoành 13, còn cái cây hổng vịn là hoành 14. Tổng hoành đế thì nó từ 35 tới 50. Đó.
chiều cao thì nó từ 32 tới 32 31 hai cây nẻn đều nhau. Rồi mã số 20 này có giá 1 triệu nghe bà con. Củ đế thì em lựa khỏi chê, cây nào đế cũng tròn vo hết. Rồi tiếp tục là mã số 21, hai cây là hoành 14 đều hết, tổng hoành đế là cây 50, cây thì 42, chiều cao thì 30, cây chiều cao 30, chiều cao 31 gì đó. Rồi cặp này 1 triệu nha bà con. Những cây cặp 1 triệu thì đế rất là đẹp nha. Đó, tai cành rất là đẹp. Em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Tiếp tục là mã số 22, cây vịnh là hoành 15, cây không vịnh là hoành 14. Cái củ đế nó thì từ 40 tới 33 nha. Rồi chiều cao thì nó từ 28 tới 30. Cặp này có giá 1 triệu nha. Tiền nào của nấy nha bà con. Tiếp tục mã số 23, cây vịnh là hoành 15. Hai cây hoành 15 đều hết nha bà con. Tổng hoành đế thì từ 40 tới 37 nha. Chiều cao thì từ 29 tới 30 nha. Rồi giá 1 triệu một cặp. Em bao ship toàn quốc nha. Số máy em là 0798096577. Bà con chốt hàng nhớ ngày nhớ mã số giùm, chọn kỹ đã chốt hàng. Tiếp tục là mã số 24. Đó, cái cây vịnh là hoành 14, cây không vịnh là hoành 13. Rồi cái chiều cao á, thì tổng hoành đế á, thì nó từ 40 trở lên nha. Cây nào cũng củ đế nó từ 40 trở lên. Còn chiều cao á, thì cây 43. Cây á, thì cao 29. Đó. Và với Mỹ Nguyên Thủy nha. Cặp có giá 1 triệu nha bà con. Rồi em bao ship toàn quốc cho bà con. Rồi tiếp tục mã số 25. Mã số 25 này cái cây hoành 14. Cây bên đây. Hoành 14 luôn. Rồi. Chiều cao thì nó khoảng 45. Chiều cao 45 tới 35 nha. Rồi củ đế thì đo coi con. Củ đế này chắc cỡ 50 quá. 54. Rồi củ đế bên kia. Củ đế rất là to nha con. 51. Một củ 54, một củ 51 nha con. Cặp giá 1 triệu nha. Rất là quái. Tiếp tục là mã số 26. Cây vịnh là hoành 16, cây không vịnh là hoành 15. Chiều cao là từ 33 tới 30. À, tổng hoành đế là từ 40 trở lên. Đó. Tổng hoành đế từ 40 tới 45 nha. Rồi cặp này thì có giá 1 triệu luôn nha. Đó, em để cái chai nước ngọt cho bà con hình dung nha. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Qua với Mỹ Nguyên Thủy nha bà con. Bông màu đỏ. Tiếp tục là mã số 27, cái cây vịnh là hoành 13, quay ngược lại thôi. Còn cái cây không vịnh là hoành 16. Cái hoành đế thì từ 40 trở lên nha. Đó. Chiều cao thì từ 28 tới 35. Rồi, cặp này giá là 1 triệu nha. Qua với Mỹ Nguyên Thị. Tiếp tục là mã số 28. Mã số 28 cây vịnh là hoành 15, cây không vịnh là hoành 17. Tổng hoành đế thì từ 34 tới 28 nha. Đó. Chiều cao thì nó chiều cao 36. Chiều cũng 36 luôn. Bằng nhau. Là cao hơn chút đỉnh à. Rồi cặp này có giá 1 triệu luôn nha con. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. Tiếp tục là mã số 29, cây vịnh là hoành 16, cây không vịnh là hoành 15. Tổng hoành đế của nó thì từ 38 tới 45. Chiều cao thì từ 30 tới 40.
Rồi có giá 1 triệu. Em để cái chai cho bà con hình dung nha. Tiếp tục là mã số 30. Mã số 30 cái cây vịnh thì hai cây đồng đồng hoành là 17 nha. Chiều cao tổng hoành đế thì từ 55 tới 40 nha. Chiều cao thì 20 tới 26. Rồi cặp này có giá 1 triệu luôn. Qua với Mỹ Nguyên Thủy nha bà con. Rồi em bao ship toàn quốc. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Tiếp tục là mã số 31. Hai cây này là hoành là bằng nhau, hoành 15 nha. Hoành cổ 15. Tổng hoành đế thì từ 36 tới 45. Chiều cao thì từ 28 tới 230. Rồi cặp này có giá 1 triệu luôn nha. Rồi bao ship toàn quốc cho con luôn. Rồi tiếp tục mã số 32, cái cây vịnh là hoành 15, cây hổng vịnh là hoành của nó 17. Cái tổng hoành đế của nó thì từ 50. Hai cây này là tổng hoành đế 50 hết, chiều cao thì từ 28 tới 30. Rồi cặp này có giá 1 triệu. Cũng là kết thúc cái lô hai cây. Em xin nhắc lại, mã số 32 có giá là 800k. Cũng là kết thúc cái lô 1 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 33, cây này là hoành 17, tổng hoành đế là 40, chiều cao là 30. Cây này có giá là 800k, chỉ một cây duy nhất. Chỉ có 3 cây thôi nha bà con. Những 3 cây này được 3 cây tuyển chọn nha. Cái cây vừa qua là cái cây 33A nha bà con. Thì 3 cây này thì nó đồng giá là 800. Rồi cây này là cây 33B nha. Đó, cái cây này là hoành 19. Tổng hoành đế nó 50, chiều cao nó 27. Cây này giá 800 luôn. Cây này 33B nha bà con. Tại vì em nó ghi lộn xộn hết trơn. Mình tính bán 3 cây mà thôi. Để mình bán lẻ gì bà con nào có chốt thì cho dễ xài. Để 3 cây thì dùm lại nó khó lựa. Rồi tiếp tục là mã 33C nha. 33C này là cây này hoành 17, tổng hoành đế của nó thì 44, chiều cao 33. Đó. Cây này giá 800 luôn nha bà con. Rồi em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Rồi cái cây 33C này cũng là cái cây cuối cùng nha. Em tiếp tục lên cái lô bông chăn đỏ lá nhỏ. Tiếp tục là mã số 34, bông chăn đỏ lá nhỏ. Em chỉ có 10 mã thôi nha bà con. Đó. Cái cây này là hoành nó 27. Em đo ngang đây nha. Hoành 27. Tổng hoành đế là 47, chiều cao của nó là 17. Cây này có giá là 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. Tàn tự nhiên rất là đẹp nha con. Đế rất là đều. Rồi bao ship toàn quốc cho con nha. Coi chăn đỏ lá nhỏ. Tiếp tục là mã số 28. Cây này là hoành ngang vị trí này nè. Ủa, xin lỗi, mã số 35. Mã số 35 cây này là hoành của nó 28, tổng hoành đế của nó là 44, chiều cao là 17. Rồi cây này có giá 1,3 triệu luôn nha bà con. Khoai chăn đỏ lá nhỏ. Tiếp tục là mã số 36, cây này là hoành 20. Hoành 20, chiều cao của nó là 20, tổng hoành đế là 55. Rồi cây này có giá 1,3 triệu luôn bà con ơi. Coi chăn đỏ lá nhỏ nha. Nhánh này nó tét nhưng mà nó lành ha, không sao. Đây. Lành hết rồi. Đế đều ha. Cây rất là già, rất là nu nần. Tiếp tục là mã số 37. Cây này là hoành 23, tổng hoành đế là 45, chiều cao là 22. Rồi cây này có giá 1,3 triệu luôn nha bà con. Coi chăn đỏ lá nhỏ. Tiếp tục là mã số 38. Cây này là hoành 26,
Tổng hình đế là 50, chiều cao nó là 19. Đế đều bốn mặt nha. Rồi cây này có giá 1,2 triệu. Em bao ship toàn quốc. Cái gì vậy? Hồi nãy dùng ba chưa bấm. Rồi tiếp tục là mã số 39. Mã số 39, cây này là hoành 36, tổng hoành đế của nó là 63. Chiều cao 27. Rồi cây này có giá 1,3 triệu luôn nha con. Tiếp tục là mã số 40. Cây này là hoành 23, tổng hoành đế của nó là 50, chiều cao là 27. Rồi cây này có giá là 1,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Cây này em trồng nó cũng hơi nghiêng, nó lật cho nó ngay lại. Tiếp tục là mã số 41. Cây này là hoành 28, tổng hoành đế là 59, chiều cao là 22. Củ rất là bự. Cây này giá 1,4 triệu luôn nha con. Cây rất là già nha, hoành rất là to. Tiếp tục là mã số 42. Cây này hoành 32, tổng hoành đế của nó là 55, chiều cao nó là 19. Rồi cây này có giá 1,5 triệu nha con. Chỗ nào cũng có đế hết chứ. Rồi em bao ship toàn quốc cho con nha. Dán bài. Rồi tiếp tục mã số 43, cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Cây này là hoành 26, tổng hoành đế của nó là 43, chiều cao nó là 30. Rồi cây này có giá 1,4 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Bà con chốt hàng em thì nhớ ngày nhớ mã số giùm à, khi mình chọn kỹ đã chốt hàng nha. Thì có đi đâu thì nhờ người lấy hộ em. Thì đã chốt hàng. Chứ để bên em tốn tiền ship, ship đi ship về đó, cây nó si nó chết, tội cho bên em. Thì em cũng cảm ơn bà con mình trong thời gian qua đã ủng hộ em. Thì em cũng không biết nói gì hơn, cũng chúc bà con mình có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.